Vân Anh và chị Nguyên Colorado trong chương trình Phong thủy và đời sống xin được tái ngộ với quý vị của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Vân Anh chào chị Nguyên. Chào Vân Anh và chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, cái món đồ, cái vật mà gần gũi trong đời sống của chúng ta nhất là cái computer, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng phải cần computer trong sinh hoạt hàng ngày. Và ngày hôm nay trong chương trình Phong thủy và đời sống với chị Nguyên Colorado, chị sẽ chia sẻ với chúng ta những cái điều liên quan tới cái máy computer của chúng ta trong cái bộ mắt nhìn của người chuyên viên phong thủy. Chị Nguyên, thường bên Anh thấy là những cái phong thủy đó lúc nào họ cũng chỉ mình là kê cái bàn sao, cái ghế làm sao để cho nó hợp phong thủy, để cho mình làm việc đó, nó được thoải mái hơn. Thì bên Anh biết đó là một ngày đó mình spend time rất là nhiều với computer. Ngày hôm nay bên Anh thấy là chị Nguyên cũng mang theo một cái laptop ở trong đài. Thì chị Nguyên có cái những gì chia sẻ trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay? Cảm ơn Vân Anh ha. Bây giờ đó giống như là tất cả chúng ta thì ai á, bất cứ một gia đình nào ít nhất là tối thiểu là cũng phải có một cái computer, là laptop computer. Thì cái computer này của mình đó là giống như là hình với bóng, đi đâu là cũng phải có cái computer. Thì cái computer lúc mà cái laptop á, quý vị mà có cái laptop á, thì là coi như là mình nên để ở phía west, tức là ở phía tây, hoặc là phía northwest, tức là tây bắc. Đó là tại vì mình để cái phía bắc với phía tây bắc là để cho tất cả những cái gì nó tốt nó đều đến với mình hết. Là tại vì chẳng hạn như bây giờ Việt New TV là cũng là depend a lot ở trong cái mà giống như email, internet. Rồi giống như cái việc làm của mình là chuyên viên địa ốc, với những là người phong thủy là mình cũng là 95% là cũng depend trong cái internet. Thì cái đầu tiên đó, nếu mà như quý vị có laptop á, ví dụ mà quý vị mở computer ra đó, thì trong cái computer lúc mà mình mở ra lúc nào cũng có cái screen saver. Thì cái screen saver đó thì lúc nào mình cũng để, chẳng hạn như mình là người địa ốc thì lúc nào mình cũng để là nhà. Những căn nhà nó rất là đồ sộ, những căn nhà nó rất là lớn, để mà mình nghĩ là mình sẽ có khách lớn mua nhà đồ sộ đó. Còn ví dụ mà Việt New TV là coi như là Du phải để tất cả là về cả một cái thế giới. Tại vì bây giờ Việt New là đã đi qua cả cái nước Mỹ rồi, cả nước Mỹ rồi. Thì bây giờ mình phải nghĩ là mình phải đi nguyên cả một cái thế giới, chứ không có còn là chỉ là cái phạm vi nước Mỹ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là Việt New TV cũng đi qua thế giới nữa. You know why? Tại vì mình có rất là nhiều người khác là từ bên Đức, bên Âu Châu, bên Việt Nam cũng đã cũng đã email đến để mà hỏi về phong thủy, với hỏi về Việt New TV. Là coi như cũng đi qua thế giới rồi. Vâng thưa quý vị, chúng tôi có rất là nhiều khán thính giả theo dõi chương trình qua vietnewtv.com thưa quý vị, và đó là điều mà chị Nguyên chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và trở lại với cái laptop của chúng ta hoặc cái computer thì chị nói đó là cái screen saver đó là mình nên để những cái gì mà thích hợp với cái nghề nghiệp của mình. Đúng rồi, chị? Đúng rồi. Mình nên để những cái gì, chẳng hạn như là những người mà coi như là về computer thì là mình để chẳng hạn như là ông Bill Gates hoặc là ông Facebook CEO đó. Thì cái lúc mà cuối coi như là bao giờ mình không có xài nữa đó, mình đóng lại thì lúc nào mình cũng để một cái crystal đó. Mà cái này là crystal là quý vị nên mua cái mà loại mà giống như là Austria crystal đó, giống như là Austria là giống như nước Áo đó. Cái crystal của nó rất là, thấy không, nó rất là trong. Nó rất là trong mà nó, Vân Anh cầm thử nó coi lắm, mà nó nặng đó, đúng rồi, nặng lắm, nó nặng mà coi như là nó generate đó, nó giống như là nó chia ra bao nhiêu là ánh sáng. Sợ dĩ mà phong thủy mình xài về cái crystal đó, Vân Anh biết vì sao không? Tại vì là theo tất cả những người mà tin đó thì người ta cũng nói là bao giờ mà mình mà may mắn á, mình đi được dưới cái rainbow là cầu vồng đó, mình đi dưới một cái cầu vồng đó, tức là mình muốn gì được nấy. Thành ra là cái crystal là nó tượng trưng cho cái cầu vồng đó. Thành ra Du để ở đây á, ví dụ mà Vân Anh để ngay đây, Vân Anh thấy nó tỏa ra rất là sáng đó, nó tỏa sáng ra thì nó giống như là một cái cầu vồng cho mình. Thành ra mình muốn gì là được nấy. Thì phần đông á là ban đêm á là mình để cái crystal ngay cái computer, laptop. Còn một cái nữa đó là cái hòn đá này đó, cái hòn đá này người ta gọi là citrine. Không biết là tiếng Việt Nam mình gọi là hòn là cái gì, nhưng mà cái hòn đá là citrine, nó bằng vàng. Không phải là bằng vàng mà giống như không phải là vàng thật, nhưng mà cái màu vàng của nó thì là cái citrine. Cái citrine này nó gọi là giống như là cái về tiền bạc. Đó, thành ra những người mà muốn cho tiền vào đó thì lúc nào cũng nên để một cái citrine ở trên cái computer. Thì mình thì là giống như cứ ban đêm thì mình để computer là mình cứ để như vậy. Rồi giống như là cái này nữa là cũng là một cái hòn đá. Đó cũng là một cái hòn đá thì mình để tiền đây. Cái này là cái kim tự tháp. Kim tự tháp mình để như vậy để mà tượng trưng cho là giống như là tiền vào, mà lúc nào nó cũng là đi lên chứ nó không bao giờ nó xuống. Đó thì mình cũng để đây đó. Thì cứ ban đêm thì mình cứ xét như vậy. Mình cứ nghĩ là tại vì cái phong thủy nó cũng là giống như là cái mindset, nó giống như là mình suy nghĩ. Mình nói bây giờ là giống như mình để đây để mà giống như mình ngồi mình suy nghĩ là mình có cái goal, giống như là những cái gì mà mình sẽ làm đó. Mình chẳng hạn như là mình muốn là chẳng hạn có một người khác, hay là mình muốn có được 10 người khác, thì mình ngồi mình phải suy nghĩ cái đó, rồi mình nhìn, rồi sau đó là mình bắt đầu mình plan. Nó làm cho cái đầu óc của mình nó clear hơn. Lúc mà làm những cái đó rất là hay thưa quý vị. Như vậy thì cái này là với laptop, còn với cái computer desktop thì như thế nào? Cái desktop thì mình cũng có thể mình để chung quanh bao giờ. Cái desktop của mình thì mình để như vậy này đó. Đó, thấy không? Cái desktop thì nó rất dễ, mình không có cần phải thay đổi nhiều. Đó, còn giống như là chúng ta là giống như là đi làm business thì mình có cái business card. Mình nên để cái business card holder đó, cái nào mà nó giống như là nó tượng trưng cho những cái gì mình thích. Tại vì mình thì mình thích ba con cóc, là tại vì Việt Nam mình có câu là con cóc là cậu ông trời. Bên này thấy là thường thường chắc con cóc là tượng trưng cho cái sự may mắn phải không chị? May mắn, tiền bạc. Thì bên này thấy có nhiều người đeo cái nhẫn mà cũng là con cóc ở trong này. Đúng rồi. Chị Nguyên tới 3 con cóc. 3 con cóc, thành ra là mình cứ để như vậy, giống như mình để business card của mình ở đây. Rồi giống như cái gì mà giống như về phong thủy mình muốn là coi như là cho nó tượng trưng những cái gì mà nó gần gũi với mình, nó phải có một cái ý nghĩa, chứ đừng có đi mua những cái gì mà mình để mà nó không có một cái ý nghĩa nào hết. Chẳng hạn như là cái này là cái Coronado, tại vì cái tên Coronado là giống như là cái vương niệm. Đó thì mình để cái vương niệm ngay đây, thì mình hay để giống như là buổi sáng đó, mình hay để một cái miếng nốt ở đây. Đó là mình nói là cái ngày hôm nay mình sẽ làm những cái gì đó, rồi mình cũng có thể là mình để gần đây. Rồi Vân Anh biết không, ví dụ đó mà bao giờ mình cảm thấy là cái business đó đôi khi nó rất là slow. Những người mà đi làm business đôi khi nó slow, mình không có chuyện gì làm hết. Thì trước khi mà mình gọi cho khách hàng mình làm mình có thể là giống như là mình để những cái chẳng hạn như là mình để tất cả những cái gì mà mình muốn ở đây, phải không? Đó, những cái gì mình muốn đây là mình cứ để cái mai mình nói ok, bây giờ mình muốn người này gọi cho mình, người kia gọi cho mình. Đó thì mình cứ để vậy. You see? Thì giống như là mình cứ làm phong thủy đó, nó giống như là nó have a lot to do với cái intention, là giống như là cái ý, cái đầu óc của mình. Tại vì vậy cho nên là có rất là nhiều những quyển sách đã đưa ra nói đó là giống như mind over matter, tức là coi như cái đầu óc của mình nó sẽ ngự trị tất cả. Đó. Vâng thưa quý vị, nếu mà Vân Anh sắp tới đây mà đến nhà bạn bè hoặc người quen mà thấy trên computer hoặc là laptop có để những cái vật mà giống như chị Nguyên ngày hôm nay, thì chắc chắn là quý vị đó đã theo dõi VNTV phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chị Nguyên ngày hôm nay với cái tựa đề là phong thủy và chiếc máy computer của chúng ta. Cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều và xin hẹn chị Nguyên trong chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.